Trước bụp U22 Timor-Leste bị đánh giá yếu hơn hẳn, U22 Campuchia đã chơi một trận cầu bùng nổ ở cả hai hiệp đấu. Đội bóng chủ nhà khẳng định họ là thế lực mới của bóng đá trẻ Đông Nam Á bằng chiến thắng 4-0 trước Timor-Leste. Trong ngày thi đấu đầu tiên môn bóng đá nam SEA Games 32, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023, U22 Campuchia nằm ở bảng A cùng U22 Indonesia, U22 Myanmar, U22 Philippines và U22 Timor-Leste. Đây là bảng đấu mà nếu đội chủ nhà không vào được bán kết sẽ bị đánh giá là thất bại. Tuy vậy, điều U22 Campuchia muốn nhiều hơn là ngôi nhất bảng, vì điều đó sẽ là một điều rất tự hào đối với người hâm mộ nước nhà. Sức nóng của trận đấu ra quân vì thế được tăng lên đáng kể, vì đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử mà người hâm mộ Campuchia được xem trực tiếp đội già thi đấu tại SEA Games ngay trên sân nhà. Trong quá khứ, U22 Timor-Leste từng khiến huấn luyện viên Keisuke Honda và đội tuyển U22 Campuchia phải nhận trận thua đầy cay đắng 0-1 tại giải U23 Đông Nam Á 2022 tổ chức trên chính quê nhà Campuchia. Do đó, lần gặp lại này, đội bóng trẻ xứ Chùa Tháp và nhà cầm quân người Nhật Bản đang rất quyết tâm đòi lại món nợ đã thua đau trước đây. Không thể phủ nhận rằng bóng đá trẻ Campuchia đã tiến bộ thời gian qua. Tuy nhiên, vỏn vẹn 2 chiến thắng trong 7 trận gần nhất đặt ra dấu hỏi về khả năng thành công của đội bóng do huấn luyện viên Keisuke Honda dẫn dắt ở giải đấu năm nay. Chỉ riêng trong năm 2023, U22 Campuchia chuẩn bị cho SEA Games với 3 giai đoạn tập huấn riêng biệt. Đầu năm nay, họ sang Sabui, Thái Lan tập luyện, tập trung cải thiện thể chất, tích lũy thể lực. Đến cuối tháng 3, họ sang Singapore tham dự giải giao hữu Million Cup. Đến tháng 4, U22 Campuchia có đợt tập huấn cuối tại Thái Lan để hoàn thiện lối chơi. Có thể nói, các đợt chuẩn bị và thi đấu liên tục trong 2 năm qua đã giúp U22 Campuchia dưới sự huấn luyện của huấn luyện viên Honda ngày càng tiến bộ. Và những gì diễn ra trên sân cũng đủ khiến nhà cầm quân 37 tuổi cảm thấy hài lòng. U22 Campuchia đã bóp nghẹt U22 Timor-Leste gần như phần lớn thời gian diễn ra trận đấu. Bất chấp việc bị đối thủ phòng ngự số đông, nhưng bằng lối chơi cực kỳ khoa học, U22 Campuchia đã có đến 4 lần xuyên thủng bức tường bê tông đó. Về phía U22 Timor-Leste, dù đã rất nỗ lực, họ mạnh dạn đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng đến từ quốc đảo nhỏ bé từng có những giây khiến hàng thủ U22 Campuchia rơi vào tình trạng báo động cao. Nhưng rồi chính việc dâng cao đó lại là con dao hai lưỡi. U22 Campuchia không phải là một đội bóng non trẻ như trước kia. Họ có đủ mảng miếng phản công sắc bén và điều đó làm nên chiến thắng. Lần gần nhất Campuchia giữ sạch lưới tại SEA Games là năm 1997 khi các đội tuyển quốc gia vẫn tham dự môn bóng đá nam. Kể từ năm 2001 khi đại hội quy định đội U23 tham dự, phải đến hôm nay, 29 tháng 4 năm 2023, Campuchia mới lần đầu giữ sạch lưới. Vừa phá được dớp thủng lưới, vừa trả được món nợ trước U22 Timor-Leste với 4 bàn thắng được ghi. U22 Campuchia leo thẳng lên vị trí đỉnh bảng A khi hơn về hiệu số so với U22 Indonesia. Đây cũng là đối thủ lớn nhất của đội bóng xứ sở Chùa Tháp ở bảng đấu này. Ở trận trước đó, đội bóng xứ Vàng Đảo đã đánh bại Philippines với tỷ số 3-0. Thế nhưng, giờ đây, chính U22 Indonesia mới là đội bóng phải nên run sợ trước thực lực của U22 Campuchia. Họ có lợi thế sân nhà, có những sự khích lệ, có cả huấn luyện viên trình độ cao, lẫn sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của từng cá nhân. Đó là một tập thể không chỉ là ứng cử viên cho việc lọt vào vòng bán kết SEA Games 32, mà còn hứa hẹn tạo nên cơn địa chấn tại vòng loại trực tiếp sắp tới. Một U22 Campuchia thực sự lột xác và mạnh mẽ tiến bước. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.